Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi mà cơn bão Yagi, một cơn siêu bão đổ vào miền Bắc của Việt Nam, thì hôm nay đã là ngày thứ tư rồi mà mưa thì vẫn chưa ngừng rơi, và hoàn lưu của bão thì vẫn đang còn tiếp tục hoành hành ở trên khu vực miền Bắc. Và như thông tin mà quý vị và các bạn đã được biết rồi đó, thì cái hoàn lưu của bão này và cơn bão và hoàn lưu của bão này gây ra rất là nhiều cái thiệt hại dành đến với bà con ở tại khu vực miền Bắc nói chung và các tỉnh, đặc biệt là những cái tỉnh thành ở Tiền Tiêu như là Hải Phòng, Quảng Ninh. Thì trong bão thì ở tại Quảng Ninh thì và Hải Phòng á, thì thiệt hại rất là lớn luôn, và bây giờ vẫn chưa khắc phục được, vẫn chưa khắc phục xong. Có lẽ là cũng phải đến tầm khoảng chừng một vài tháng thì mới khắc phục xong cái hậu quả của cơn bão này. Tuy nhiên thì có một cái điều, một cái tin nó còn xấu hơn, đó là cái hoàn lưu của bão, đó là cái hậu quả của bão nó còn lớn hơn nhiều. Thì như quý vị biết á, thì những cái thiệt hại ở trong bão á, nó nếu nó là một á, thì cái thiệt hại ở sau bão nó có thể là ba. Và quả đúng như vậy, thì hiện tại như đến ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi mà mưa vẫn đang còn rơi rất là nhiều, và đặc biệt là những cái tỉnh ở tại miền núi phía Tây Bắc cũng như là tại Đông Bắc ở miền núi đó, thì mưa rất là lớn và đã gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Đó là những cái cơn lũ rất là lớn đã tràn về, và nó cũng là những cơn lũ lịch sử luôn đó quý vị. Và hiện tại thì các tỉnh như là Thái Nguyên đang ngập rất là nặng, Tuyên Quang cũng ngập rất là nặng, Lào Cai thì bị sạt lở cũng rất là nặng, và ngay tại trung tâm của thành phố Lào Cai cũng đã bị ngập luôn nha quý vị. Và rồi ở tại Sơn La, Hòa Bình cũng đang là ngập rất là nặng, và Yên Bái cũng đang là ngập. Và hiện tại thì lũ đã bắt đầu đổ về ở tại Hà Nội rồi, và bây giờ thì tôi sẽ quay cái camera lại cho quý vị xem. Trời vẫn đang là mưa đó, tới ngày hôm nay mà trời mưa, và có vẻ hôm nay còn mưa còn nặng hạt hơn nữa đó. Thì như quý vị đang nhìn thấy đây, thì tôi đang đi dưới trời mưa này, và mưa rất là nặng hạt, và những ngày qua thì không có một ngày nào mà không mưa cả. Và ngày hôm nay thì đến ngày thứ tư sau bão rồi mà cái cơn mưa này nó còn nặng hơn nữa, tức là nặng hạt hơn nữa. Và nếu mà cứ mưa tiếp tục như thế này thì cái mực nước ấy nó chưa kịp thoát đi thì nó lại ứ đọng về, nó lại dâng cao lên. Kết hợp với cái việc mà lũ ở các cái con sông ở tại khu vực thượng lưu nó đổ về, thì ngày hôm nay hiện tại ngay cái thời điểm này là khoảng 12 giờ trưa, thì lũ ở sông Hồng đang lên qua vượt mức cái báo động 2 rồi. Và chúng ta đang đi trong cơn mưa như thế này đây, thì có rất nhiều khả năng, không phải nhiều khả năng nữa mà là chắc chắn một số cái vùng ven của Hà Nội sẽ bị ngập. Nơi mà có cái vùng trũng như là Chương Mỹ thì chắc chắn là sẽ bị ngập lụt. Và đấy là một cái tin không vui thế nào. Và tôi thì lát nữa đây thì tôi sẽ đi ra khu vực của đê sông Hồng, và chúng ta sẽ cùng đi ra đó để chúng ta sẽ cùng cập nhật cái thông tin về tình hình lũ lên ở tại đê sông Hồng nhé. Bởi vì tôi đã thấy rằng là các có rất nhiều người ở tại khu vực mà xung quanh đê sông Hồng ấy, ở phía ngoài đê thì đã bị ngập lụt rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ra đó ha các bạn. Theo dự báo thời tiết thì hoàn lưu của bão nó vẫn đang còn hoạt động rất là mạnh. Và như chúng ta thấy thì cơn mưa này nó rất là nặng hạt. Và những cái cây đổ á, các quý vị nhìn thấy bên phải kìa. Rồi những cái biển quảng cáo bong chóc ra, và nó vẫn đang còn ở đó, mà cái hậu quả vẫn chưa có được dọn dẹp xong. Cái số lượng cây đổ ở tại khu vực này nó lên ở tại riêng ở Hà Nội không là hơn 27.000 cây đã bị đổ đấy các bạn. Và với cái việc mưa như thế này nữa thì cái công tác mà khắc phục hậu quả nó sẽ còn gặp rất nhiều những trở ngại. Đó, những cái hàng cây này đấy, có những cây đã bật gốc ra rồi vẫn chưa được dọn đi. Thì cái cơn bão số 3 này là một cái cơn bão mà nó quá là lớn đi.
nó đổ bộ vào miền Bắc của chúng ta, và trực tiếp là ở tại Hà Nội thì nằm trong tâm bão. Và sau khi đi qua Quảng Ninh và Hải Phòng thì nó gây ra một cái hậu quả rất là khốc liệt. Thì tôi chưa có điều kiện để đi trực tiếp đến với Hải Phòng hay là Quảng Ninh để ghi hình cho quý vị, để thông tin cho quý vị. Tuy nhiên thì quý vị cũng có thể xem ở trên các cái báo đài đã nói rất là nhiều về việc này rồi. Còn ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy đó là mưa rất lớn và những cái hậu quả như là những cái cây như bên đường kia kìa, bên phải đường đó quý vị thấy không? Đó, nó đã bị sập. Đó, rồi có những cái biển quảng cáo hoặc là những cái ngôi nhà đã tốc mái tôn. Đấy là những cái hậu quả rất là nặng sau cơn bão. Và có những cái cơ sở kinh doanh đã coi như là đã bị tàn phá nặng nề và sau cơn bão luôn. Đấy, đấy là một trong những cái điều mà rất là đau xót mà những người là nạn nhân của cơn bão đã chịu cái thiệt hại. Khi mà dòng nước lũ thì đang cuồn cuộn chảy về ở trên các cái dòng sông, mà ở tại khu vực, những cái khu vực ở đồng bằng như thế này mà lại mưa rất lớn nữa, thì đấy là một cái sự kết hợp thật sự phải nói là hoàn hảo á, cho cái thiên tai. Nó thiệt là như vậy, nhưng mà nó chẳng hay ho gì ha quý vị. Thật sự luôn là khi mà mưa lớn như thế này thì cái việc mà thoát nước nó rất là khó, và nước sẽ dâng rất là cao. Và theo đài khí tượng thủy văn á, thì đã dự báo là nước sông Hồng đã vượt đỉnh báo động 2 rồi, và sẽ còn nước sông Nhuệ, tức là cái sông mà ở phía tây và phía tây bắc của Hà Nội ấy, thì nó phía tây bắc và phía tây của Hà Nội đó, thì nó lại đã vượt qua báo động 3 rồi, rất là nặng. Như vậy thì nước đã dâng rất là cao. Và bây giờ thì tôi sẽ di chuyển để đi ra ngoài khu vực của bờ đê sông Hồng, để chúng ta sẽ cùng, để mà tôi cũng sẽ cập nhật cái tình hình về cái việc mà nước nó dâng cao mà tại khu vực đê xem như thế nào. Vì tôi cũng là một người sống ở tại Hà Nội và ở rất gần với đê, nên là thực sự tôi cũng rất là lo lắng đấy các bạn, rất là lo lắng luôn, là không biết là liệu rằng là đê sông Hồng sẽ như thế nào trước cái cơn bão lịch sử này, và trước một cái cơn lũ rất là lớn đang là chảy về, thì liệu là nó có chịu nổi hay không. Đấy là một điều tôi cũng rất là quan tâm. Còn ở chỗ này là đây là khu vực của đường Nguyễn Xiển, quý vị thấy là bên tay phải kìa, đấy là những cái ngôi nhà bay hết, và cái nữa là những cái trạm xe buýt cũng bị sập luôn. Rồi cây nó đổ hôm nay, đến hôm nay thì vẫn chưa có khắc phục xong. Rồi chỗ này quý vị có thể nhìn thấy đó là những cái tiệm bánh trung thu thì cũng đổ nát này. Đấy, bên tay phải của chúng ta đấy ạ, đổ nát, đổ sập hết. Đó, và rất là thương tâm. Và thật sự là thiệt hại là rất là lớn. Đấy, những cái cây này vẫn đang còn nguyên thế này, chưa có dọn dẹp xong đâu ạ. Vì những ngày qua là mưa liên tục ở tại các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, nên là làm cho cái công tác mà khắc phục nó càng khó khăn hơn rất là nhiều. Đấy, ở chỗ này là tan hoang luôn này, bị gió nó quật đi rồi tốc hết những cái mái tôn lên. Đấy là nên là chúng ta thấy rằng là trước sức mạnh của thiên nhiên thì chúng ta nhỏ bé quá quý vị. Chỗ này là cả một cái khu, quý vị có thể nhìn thấy bên phải ấy, là cả một cái khu xưởng này đã bị bay hết mái tôn, cả một khu luôn. Đấy, bay hết mái tôn quý vị ạ. Những cái gì mà mang tính chất là nhà cấp 4 chẳng hạn ấy, thì qua cái cơn bão vừa rồi gần như là sập hết rồi quý vị. Chỉ còn lại những cái ngôi nhà kiên cố thì may ra còn trụ vững trong cái cơn bão vừa rồi. Chỗ này là cả một cái hàng cây đổ sạp hết đây.
còn có một cây đứng đứng vững thôi, còn bao nhiêu cây thì đổ hết rồi, người ta cũng đã cưa rồi nhưng mà vẫn chưa dọn đi được. Đó, thiên trước cái thiên tai thì đúng là mọi thứ chúng ta xây dựng thì nó cũng đều cả giống như là rất là yếu ớt đấy. Đây là cái khu The Manor Central Park. Đó, ở phía trước của khu The Manor Central Park ở trên đường Nguyễn Xiển. Mưa ngày càng nhiều hơn và nguy cơ là lũ dâng lên rất là cao. Thì khu vực bãi giữa của sông Hồng ấy thì đã ngập hết rồi quý vị ạ, và không còn nhìn thấy bãi giữa nữa. Và ta cũng đã làm một cái video clip về bãi giữa sông Hồng ấy, thì ở trên đó vẫn có người sống, nhưng bây giờ thì nó đã nằm ở giữa lòng sông rồi. Còn khu vực hai bên sông Hồng thì bắt đầu đã các quận như là Hoàn Kiếm, Tây Hồ, thì khu vực đó cũng đã coi như là bị ngập hết rồi. Và bây giờ thì nước nó đang là bắt đầu mấp mé vào khu vực đê sông Hồng. Đây quý vị nhìn thấy cả một cái khu này này, đó là các cái cây nó đã đổ bật gốc hết rồi. Hầu như cái cây ở khúc này đã bật hết rồi. Rồi đây là cả một cái trạm xăng cũng đã coi như là bị tàn phá này. Đấy, không hoạt động được nữa, cây cối đổ ngổn ngang luôn. Thật sự là cái cơn bão này nó lớn quá quý vị ạ. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với bờ sông nhé. Bây giờ thì chúng ta đang rất gần với đê sông Hồng rồi quý vị ạ. Và chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì nước đây, cái này là khu vực của trong đê nha quý vị nhé. Thì chúng ta đang thấy là bắt đầu đã có những cái ngập nhỏ ở phía trong do lượng nước mưa các bạn. Đó, khi mà lượng nước mưa nó chảy và nó không thoát kịp ấy, thì nó sẽ gây ra cái ngập như thế này. Và đây chính là đê sông Hồng. Bây giờ chúng đây gọi là đê hữu nha quý vị, tức là đê bên phải của sông. Thì bên phải của chúng ta đó chính là khu vực ở trong đê, còn bên trái là khu vực của ngoài đê. Thì khu vực ở trong đê ấy, thì đương nhiên là sẽ được bảo vệ rất là tốt rồi. Còn khu vực ở ngoài đê này thì vẫn có người sinh sống nha quý vị. Thì trong cái trường hợp mà khi mà lũ không có thì ở ngoài đê ấy, thì vẫn sinh sống và sinh hoạt như bình thường. Mười mấy năm qua thì đây là cái trận lũ lớn, có lẽ là đây là trận lũ lớn đầu tiên, và nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của bà con và cuộc sống của bà con ở phía ngoài đê. Thì chúng ta đang đi ở đây là đi trên mặt đê nhé. Và trong hai ngày hôm qua tới hôm nay thì ở khu vực của dọc cái khu vực của đê sông Hồng ở tại khu vực của Hà Nội ấy, thì đã có lực lượng ứng trực đê canh gác bảo vệ cho đê và bảo hộ đê liên tục. Và ngay trên mặt đê thôi thì quý vị cũng đang nhìn thấy rằng là nước cũng đã nó đã bị ùn ứ đó, và phía trong đê quý vị thấy khô ráo không? Thì lát nữa chúng ta sẽ đi đến cái khu vực của ở phía ngoài đê nhá, khu vực mà nó đã có những cái khu vực mà nước đã ngập gần đến chân rồi, đến chân của cái đê mà chúng ta đang đi này này, rất là nguy hiểm luôn đó. Và chúng ta sẽ cùng đi nắm bắt tình hình xem nó đã như thế nào đấy nha quý vị. Theo cái quan sát bằng mắt thường của tôi thôi thì một số cái khu vực ở ngay gần đê này đã nước đã dâng rất là cao rồi. Thì trên cái mặt đê này thì quý vị đang nhìn thấy có cả một cái bờ đấy, một cái tường như thế này này đó, người ta đã đắp thêm một cái tường như thế này, nó cao cỡ khoảng chừng 2 mét, 1,5 mét để mà chặn dòng nước. Và tôi đang đi như thế này thì qua những cái cửa khẩu ấy, để mà đi qua cái bờ đập này này, thì tôi đã nhìn thấy là nước lênh láng rồi quý vị ạ. Bên phía trong này đây chính là những cái hồ rất là lớn, và lượng nước cũng đang rất là cao ở phía trong đê nhé quý vị nhé.
Đó, nhưng mà bây giờ ấy, ngay tại cái thời điểm mà tôi đang chia sẻ với quý vị đây, thì cái lượng nước ở ngoài đê ấy, là cũng đang cực kỳ cao. Và cái độ chênh, nếu mà nói về cái độ chênh giữa cái hai mực nước ở trong và ngoài đê ấy, hiện tại nó cũng phải đang đến khoảng 2 đến 3 mét đấy các vị. Bây giờ thì chúng ta đang là đi cái đoạn này, nó có cái bức tường ngăn chính giữa của cái con đê này. Đây là cái bức tường rất là cao, và đấy cũng là cái chốt chặn cuối cùng để cho nước không thể ở ngoài đê mà đi vào được. Đó, và quý vị đã nhìn thấy cái đê sông Hồng này này, thì nó có bề rộng nguyên cái khu vực đê này thôi. Thì nguyên cái con đường này thôi, quý vị cũng đang nhìn thấy nó rộng khoảng chừng 6 mét, và cả cái đê này nó rộng khoảng chừng 30 mét. Đó, tuy nhiên thì 30 mét thì đối với những cái gì thuộc về thiên nhiên thì nó cũng không là gì cả, đúng không ạ? Bởi vì sức mạnh của nước thì nó khủng khiếp lắm quý vị ạ, nên là 30 mét hay là 40 mét đi nữa thì nó cũng, đấy là một trong những cái điều nó rất là nhỏ bé so với sức mạnh của thiên nhiên. Và tôi cũng là ở tại Hà Nội thì tôi cũng nằm ở phía trong của đê, thì cũng thật sự là cũng rất là lo lắng, là không biết là liệu rằng là đê có bị ảnh hưởng gì không. Và tôi cũng rất là mong rằng là con đê này nó sẽ trụ vững, vì thật sự luôn, mà nếu mà không trụ vững, con đê này mà không trụ vững thì thật sự không biết điều gì xảy ra luôn đấy quý vị ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy phía trước của chúng ta đó chính là một cái gọi là cái nhà hộ đê. Đây là cái nơi để mà những người hộ đê ấy, có trách nhiệm hộ đê thì sẽ canh gác đê liên tục suốt ngày đêm luôn. Đây là khu vực của Đông Tri ở tại đây này, đấy cái nhà bên phải đó chính là nhà hộ đê đấy ạ. Và đây là khu vực của Đông Tri thuộc huyện Thanh Trì ở Hà Nội. Ở đây có một cái cửa khẩu là chúng ta có thể quan sát được xem là nước đã dâng lên tới đâu rồi này. Thật sự là rất nguy hiểm luôn. Ở phía trước thì tôi đang nhìn thấy rằng là ở chỗ này có một chiếc xe nó đang đỗ ở ngay cái khu vực của cửa khẩu này. Wow. Để tôi xem là nước đã dâng đến đâu rồi. Ui các bạn ơi, ui nước đã dâng, các bạn có thể nhìn thấy kia kìa. Người ta đã cấm đường rồi, không cho vào nữa. Và các bạn thấy không, thấy nước vào đây bên tay phải của chúng ta đây này. Đó, nước đã dâng rất là cao rồi nhá, các bạn thấy không? Đó, nước dâng tới chân đê bên phía này rồi, nước đã dâng tới chân đê rồi nhá. Và chỗ này coi như là bị ngập hết rồi, toàn bộ khu vực này ngập hết rồi, quá khủng khiếp luôn. Đây, ngập hết rồi quý vị ạ. Và chỗ này thì chuẩn bị ngập này. Đây, ở đây nó có một cái cổng, ở chỗ này thì không chắc là không vào được đâu. Thì nước hiện tại đang mấp mé với đường khu vực này rồi. Đó, người ta chỉ là phải đi ra ngoài, không cho vào nữa rồi. Tức là người ta đã cấm đường ở trong đây rồi nha quý vị. Chúng ta sẽ chọn một cái chỗ khác để có thể quan sát. Và hiện tại thì mưa đang rất là lớn nữa, nên cái lượng nước nó ngày càng nó tăng thêm. Ok, tôi sẽ đi lên đây. Rồi, tôi sẽ tìm cái chỗ nào để cho quý vị cùng xem. Chúng ta đi trên đê đấy ạ. Thật sự là tình hình lúc này rất là nguy hiểm. Đây là đê sông Hồng nha quý vị, đây là đê hữu của sông Hồng, tức là đê bên phải của sông Hồng đấy. Và chúng ta đang, tôi nhìn qua cái cửa sổ này thôi thì tôi đang thấy rằng là tôi đã nhìn thấy một biển nước mênh mông rồi. Tức là bà con ở ngoài đây thì đã có những căn nhà đã ngập rồi, không còn nói nhiều nữa là đã bị ngập. Và ngập này cũng phải nửa nhà rồi á, đó là ngoài đê nha quý vị. Thì cái đấy là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ngoài đê không có cái sự bảo vệ mà. Đó, còn phía trong đê thì quý vị đang nhìn thấy thì mọi thứ vẫn đang rất là bình yên, có vẻ như đang rất là bình yên luôn nhé quý vị.
Đó, và chúng ta đang nhìn thấy là có rất nhiều những chiếc xe đang ở trên đê. Quý vị biết tại sao xe này ở trên đê không ạ? Quý vị nhìn thấy đằng trước ấy, rất nhiều xe ở trên đê luôn, bởi vì đấy là những chiếc xe ở tại các cái xã, các thôn ở bên phía ngoài đê đấy quý vị ạ. Và người ta đã buộc phải đưa xe lên trên đê này để bảo vệ tài sản. Và đến đây thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó, quý vị đang nhìn thấy phía trước của chúng ta đấy, nước nó đã đến chân đê rồi nha quý vị. Và chỗ khu vực này là một cái khu vực nó không có cái tường ở phía trên, nên là rất là nguy hiểm. Quý vị nhìn thấy một biển nước mênh mông không ạ? Đây này, tôi cho quý vị xem này, một biển nước mênh mông luôn. Đây, một biển nước mênh mông luôn, và nó đang rất là gần chỗ của chúng ta luôn, quý vị thấy không ạ? Đó, và các cái nhà phía trong kia gần ngập hết rồi cả, lên đến mái nhà luôn rồi. Đó, quý vị thấy không ạ? Rồi những cái cánh đồng này coi như là không còn một cái gì hết, không còn một cái tí gì luôn. Quý vị nhìn thấy chỗ này, này đó, những cái cây này coi như là những cái cánh đồng này coi như ngập sạch hết rồi, nước nó lên tới nóc nhà rồi kìa, kia kìa, nóc nhà kìa quý vị. Và đây là chân đê rồi nhá, tôi đang đi trên đê đấy. Vậy thì chỉ còn khoảng chừng chắc ở chỗ này khoảng chừng 3 mét nữa là chúng ta sẽ nước nó sẽ ngập qua cái đê này nha quý vị. Nếu mà đây là báo động 2, và nếu báo động 3 nó gần đến mấp mé của cái bờ đê này, được gọi là báo động 3 nha quý vị. Thật sự là tình hình bây giờ cũng đang rất là nguy hiểm, là nước đã đầy tràn ở khu vực này rồi. Đó, và ở đây là một hàng xe, bao gồm những cái xe đang di chuyển ở đây và những cái xe của bà con sống ở tại ngoài đê đấy quý vị ạ. Đó, những cái xe ở ngoài đê người ta cũng phải đưa hết lên đây để mà người ta bảo vệ cái tài sản. Bởi vì quý vị đã nhìn thấy thì cái tài sản còn lại chắc có lẽ chỉ là những chiếc xe này thôi, chứ còn bao nhiêu tài sản như này là coi như là không còn gì nữa rồi. Đó, rất là thương tâm hay quý vị. Đó, một cái tình cảnh, một cái hoàn cảnh hết sức là hiểm nghèo á quý vị. Đó, hậu quả rất là lớn chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Quý vị đang nhìn thấy không? Đó, bây giờ thì nước đó đã ngập tràn hết rồi, lên đê hết rồi. Và bây giờ người ta gọi là lên đê mà ở, là đúng thật, là theo cái đúng nghĩa đen luôn, là lên đê mà ở luôn đấy. Quý vị nhìn thấy không ạ? Đấy, bên trái của chúng ta đấy ạ. Đúng là đúng thật là lên đê mà ở luôn, các cái nước nó đã đến mái nhà rồi. Ngập kìa, quý vị nhìn cái góc bên trái kìa. Đó, đó, thực sự là ngập luôn, một biển nước mênh mông luôn. Quá khủng khiếp, thật sự là quá khủng khiếp ạ. Và tôi đang thấy đằng xa là có bóng dáng của quân đội cũng đang đến đây để túc trực và hộ đê này, cũng như là hỗ trợ bà con. Và đây là cảnh là đang là ngập lụt này quý vị này. Và đây thì đó, cái dòng xe đi lại trên đê, tất cả xe đang dồn hết lên đê như thế này đây quý vị ơi. Khủng khiếp thật chứ, thật sự là rất là khủng khiếp. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái mức độ chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài đê à quý vị. Đấy, nếu mà trong đê ấy, trong đê thì mực nước rất là thấp luôn, nhưng mà ngoài đê thì mực nước rất là cao. Và bây giờ thì lượng xe đã dồn hết lên đê, vậy nên là gây ra một cái cảnh ngập lụt, tắc đường khủng khiếp ở trên đây. Vì lượng xe rất là nhiều và để tránh lũ nên là mọi người đã dồn hết lên phía trên của con đê này. Và chúng ta đang nhìn thấy cảnh tượng đó là nước đã dâng lên phía trên đây rồi. Và thực sự chỉ còn khoảng 2 mét thôi thì nước sẽ lên trên của mặt đê. Và như chúng ta đang quan sát ở phía bên tay trái thì tất cả những ngôi nhà ở phía trong, tất cả luôn những ngôi nhà ở phía ngoài đê thì đều đã bị ngập hết rồi ạ quý vị ạ. Sợ quá, thật sự là tôi cũng rất là lo lắng ấy quý vị, thật sự rất là lo lắng luôn. Xin thưa quý vị rằng là bà ta sống rất gần khu này,
ở trong phía trong đê thì khu của Pờ Tre cũng rất là cao, thì những ngày vừa qua thì lũ thì cũng không, nước cũng chưa có lên. Tuy nhiên thì như quý vị đang nhìn thấy thì tôi đang đi lái xe ở phía trên của cái đê sông, đê hữu sông Hồng, thì quý vị đang nhìn thấy đó, đó đó là mực nước đã ở phía ngoài đây này thì nó đã dâng lên rất là cao, và ngày từ tối ngày hôm qua mới chỉ có gần báo động 2 thôi, vậy mà sáng hôm nay nước đã dâng lên tới đê luôn rồi. Và tôi đang quan sát thì những cái ngôi nhà ở tại đây này đã ngập hết rồi, ngập cả lên tới nóc rồi quý vị ạ. Và đằng kia thì chỗ này này, hồi trước lúc mà chưa có chỗ này này, cái lúc trước mà không bị ngập thì nó là một cái khu vực của gì rồi, một cái trại gọi là trại ngựa, và ở đây là khu tập kết của cả một cái công ty xe. Và bây giờ quý vị nhìn những chiếc xe kìa, đây tôi quay cho quý vị xem. Quý vị để ý nhá, kia có cái chiếc xe kìa, đó màu đỏ đỏ đấy, đấy là một những chiếc xe khách ấy, người ta đang tập kết ở chỗ này thì đã chìm trong biển nước rồi. Ở kia tôi đang thấy là có ngựa kìa, người ta đang di chuyển những con ngựa đi này. Rồi ở đây là quân đội đang đến đây để mà hỗ trợ ở tại khu vực này. Ai chà, ghê quá, toàn bộ khu vực này đã bị ngập hoàn toàn nha quý vị. Ngày hôm qua thì nước đã chưa có dâng lên như thế này đâu ạ, mà mới ngày hôm qua thôi thì hôm nay nước đã khác hoàn toàn rồi. Và tôi đang nhìn thấy đây, đó là những chiếc xe của quân đội, quân đội đã đến đây để mà ứng trực ở tại khu vực này trong cái công tác hộ đê, vì nước lên quá nhanh ở tại sông Hồng, do ở trên thượng lưu ấy người ta đã đổ cái nước quá nhanh xuống luôn, khủng khiếp quá quý vị ơi. Đây là ở tại khu vực của Đồng Trì Đông Mỹ nhá. Đó, và tôi đang thấy thì ở tại Thanh Trì nhá quý vị, và chúng ta đang đi ở trên sông Hồng thì đây tôi... Đó, quý vị có nhìn thấy chiếc xe kia không? Đó là một chiếc xe khách, và bây giờ nước đã lên tới nóc của chiếc xe rồi, và đó là ở gần phía gần chân đê đấy ạ. Đó, và ở chỗ này thì hiện tại đang là ngập khủng khiếp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ di chuyển ở đây, thì những chiếc xe này người ta đang đỗ lại, tôi sẽ di chuyển đi lên đó. Và quý vị đang nhìn thấy thì quân đội, xe của quân đội đây này, đây là chính là xe của quân đội này đó, và xe quân đội đang là đến đây để ứng cứu khu vực này, bởi vì nước lên quá nhanh, nước lên quá khủng khiếp luôn. Đó, tôi trực tiếp cho quý vị xem, quý vị đang nhìn thấy là ngay tại Hà Nội nhé quý vị, khủng khiếp quá. Ôi, cả khu vực này đã chìm trong bể nước rồi, xe gặp cấp, quý vị nhìn thấy 2-3 chiếc xe luôn, người ta đã chạy không kịp luôn đấy quý vị ạ. Quý vị có thể nhìn thấy đây này, chiếc xe này kia, chiếc xe nữa kìa, đó người ta đã không chạy kịp luôn, và những chiếc xe này đã bị bỏ lại ở tại ở trong cơn lũ này luôn. Và kia là những cái nhà bây giờ đã là vượt nóc rồi, vượt qua nóc luôn, và toàn bộ khu vực này đã bị ngập hoàn toàn, ghê quá. Và chỗ này thì quân đội đang đến đây, đây là xe của quân đội đến đây để ứng trực, và chỗ này đang có vấn đề về đê nên là người ta đang là ứng trực này để cứu đê, đang là hộ đê. Đây là những chiếc xe của quân đội đang đến đây để ứng cứu. Nước đã lên rất là cao rồi. Trời ơi, quý vị ơi, xe ô tô không kịp chạy nên là đã bị ngập ở trong bể nước này rồi, biển nước luôn. Và tại khu vực này thì thôi rồi, toàn bộ những cái con đường chính vào những cái khu vực xã này đã bị ngập rất là nặng luôn nha quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy một bể nước, chúng ta đang nhìn thấy biển nước luôn, sợ quá. Tình hình này rất là căng thẳng.
đó, quý vị có thể thấy là toàn bộ khu vực này đây thì các ngôi nhà nếu mà xây cao thì đã ngập hết tầng 1 rồi. Và đây là lực lượng cứu hỏa này đang ứng cứu, đang túc trực để mà ứng cứu phòng những cái tình huống là đê có vấn đề, thì các lực lượng cứu hỏa cũng như quân đội đang là ứng cứu ở tại đây. Và tôi đang nhìn thấy ở đây thì rất nhiều những cái nguyên vật liệu để hộ đê như là đá này, rồi bê tông này đang được vận chuyển đến đây để sẵn sàng cho cái công tác hộ đê. Và chúng ta đang nhìn thấy đó là biển nước ở bên tay trái của chúng ta. Và những căn nhà kia thì xây 3-4 tầng thì bây giờ nước đã đến tầng 2 rồi. Và tôi đang thấy ở đây thì các cái xe ở bên tay phải thì đã có cái khu mà vật liệu để mà ứng cứu đê ấy, đó hộ đê đó, thì đã được xe đang đến để mà lấy những cái vật liệu đó lên đây để mà ứng cứu. Ở phía này thì những cái container đã nổi lềnh bềnh ở phía trên của mặt đê rồi. Chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ ràng về cái nước dâng rất là cao ở tại khu vực của ở đê sông Hồng này ha quý vị. Nước đang rất là cao, cảm nhận rất là rõ nha quý vị. Ba trời, ở phía trong đê thì vẫn đang rất là khô ráo an toàn, nhưng mà dưới cơn mưa nặng hạt này thì không biết điều gì sẽ xảy ra quý vị ơi. Thật sự là rất là nguy hiểm trong cái tình hình như thế này. Và tôi cũng thấy xuất hiện những anh cảnh sát giao thông đã đứng ở đây để điều tiết lưu lượng xe đi lại qua đây. Vì quý vị nhìn thấy cái xe bên trái của chúng ta đó là xe của bà con ở ngoài đê đấy ạ. Và toàn bộ những cái đây là ô tô của bà con ở ngoài đê đưa lên, tất cả đều phải đưa lên trên đê đó quý vị thấy không. Đây là những bà con ở ngoài đê, và quý vị biết không, là vì nước dâng quá cao nên là bà con đã không có kịp để mà di tản. Vậy nên là bây giờ các lực lượng chức năng đang là thực hiện cái công tác di tản bà con. Hiện tại thì tôi đang lái xe ở trên đây nên là không thể nào đi xuống được để mà cập nhật tình hình cho quý vị về tuyến đê này đó. Và cũng xin thưa quý vị rằng là nhà của Pata thì cũng gần ở đây thôi. Bây giờ thì Pata sẽ đi xuống đây, thì lát nữa thì Pata sẽ xem, sẽ đi ra ngoài đây rồi sẽ cập nhật tình hình cho quý vị xem cái cảnh đê nước lũ dâng như thế nào nha quý vị. Khủng khiếp lắm, rất cao luôn, rất cao luôn nha quý vị. Ok, và hẹn gặp lại quý vị ở video clip cập nhật tiếp theo.